Xin kính chào quý vị đến với chương trình Tâm Trấn VTV phiên bản YouTube. Chương trình buổi trưa ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ông Zelensky kêu gọi EU đẩy nhanh viện trợ khẩn cấp. Moscow sẽ trình bằng chứng Mỹ và Ukraine vi phạm công ước về vũ khí sinh học. Báo Nga nêu thách thức lớn không quân Ukraine đang phải đối mặt. Quan chức Mỹ loại trừ lệnh cấm thị thực đối với công dân Nga. Ông Zelensky ngày 4 tháng 9 điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bàn về gói viện trợ tiếp theo cho nước này và các biện pháp trừng phạt bổ sung lên Nga. Tổng thống Zelensky đồng thời thêm rằng ông và Chủ tịch Ủy ban châu EC đã thống nhất về các bước nhằm hạn chế nguồn lợi nhuận của Nga từ hoạt động bán dầu mỏ và khí đốt. Ông Zelensky ước trước đó đã cảnh báo cho có thể phải đối mặt với một mùa đông khó khăn do Nga cắt nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tại khu vực. Người đứng đầu lực lượng phòng vệ bức xạ dạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga cho biết, Nga sẽ trình bày tại Geneva bằng chứng tài liệu về việc Mỹ và Ukraine vi phạm các điều khoản công ước cấm vũ khí sinh học. Hiện nay, hơn 50 phòng thí nghiệm sinh học được hiện đại hóa với chi phí của lầu năm góc và do Mỹ kiểm soát nằm gần biên giới liên bang Nga. Tướng Igor Krylov cho rằng thêm tổng cộng có 336 phòng thí nghiệm sinh học ở 30 quốc gia trên thế giới nằm dưới sự kiểm soát của Bộ quốc phòng Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Moldova không được gây nguy hiểm cho quân đội Nga đồn trú tại Transnistria, ở một khu vực ly khai của phía đông Moldova. Ông Lavrov cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa đến quân đội Nga đều được coi là một cuộc tấn công vào Nga theo luật quốc tế. Vài giờ trước đó, thì ông Lavrov cáo buộc Tổng thống của Moldova đã từ chối các cuộc trao đổi để giải quyết cuộc xung đột ở Transnistria truyền thông nga nêu ra thách thức mà quân đội ukraine đang gặp phải trong cuộc giao tranh kéo dài hơn nửa năm với lực lượng moscow lực lượng hàng không vũ trụ nga và các hệ thống phòng không của moscow đã loại khỏi vòng chiến đấu với nhiều thành viên không quân ukraine nhiều nhân lực có trình độ chuyên vận hành tiêm kích MiG-29, Su-27 và Su-25 của Ukraine dường như không còn khả năng chiến đấu. Trong khi đó, một nguồn tin cho rằng vì thiếu nhân sự, Ukraine dường như đã phải đưa các cựu học viên của Học viện Quân sự Kharkov tham gia chiến đấu, dù những người này chưa hoàn thành chương trình đào tạo. TASS cho biết do chưa có kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến nên các phi công tân binh trên thường bị loại khỏi vòng chiến đấu trong một đến hai nhiệm vụ đầu tiên, gây ra thiệt hại về khí tài cho không quân Ukraine. Ngoài ra, nguồn tin nói phương Tây dường như cũng tìm cách tuyển cho Ukraine các phi công lái được máy bay từ thời liên xô cũ ở các nước Đông Âu. Tuy nhiên, các nỗ lực này được cho là bất thành. Theo TASS, lời hứa của phương Tây về việc chuyển thêm các máy bay chiến đấu từ thời liên xô cho Ukraine dường như khó trở thành hiện thực. Mặt khác, trong cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng qua, Nga vẫn đang chiếm ưu thế nhất định trên không phận Ukraine, nhưng Moscow chưa kiểm soát được hoàn toàn vùng trời của đối thủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng các chuyên gia cho rằng, máy bay chiến đấu Nga phải đối mặt với các hệ thống phòng không được tổ chức tốt của quân đội Ukraine. Thêm vào đó, việc các vũ khí phòng không được phương Tây viện trợ và cho Ukraine đã và đang trở thành một trở ngại lớn cho các đòn tấn công của tiêm kích Nga. Nhiều nhà phân tích cũng nhận định quân đội Nga đã chủ động chọn cách tiếp cận an toàn tại Ukraine thay vì tung ra một lực lượng lớn. Không quân Nga chỉ sử dụng một lực lượng vừa đủ để dưỡng sức trước nguy cơ trận cuộc xung đột này có thể kéo dài. Hãng thông tấn Trung Quốc Hãng thông tấn của Trung Quốc đưa tin ông Lật Chiến thư, quan chức quyền lực thứ ba của Trung Quốc, ngày 17 tháng 9, dự diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ bảy tại Vladivostok, thủ Nga. Trong khuôn khổ chuyến công du thứ 11, 11 ngày với những điểm dừng khác như Mông Cổ, Nepal, Hàn Quốc, chuyến đi này của ông Lật trở thành thành viên đầu tiên của ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc rời đất nước kể từ, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo chuẩn tướng Hoa Kỳ, một trong những gói viện trợ mới nhất về pháo 105 mm và đạn cỡ nòng nhỏ ở hơn cho thấy có vấn đề với kho vũ khí tiên tiến của NATO. Các hệ thống mới nhất đã lỗi thời và kém tiên tiến so với những hệ thống được chuyển giao cho đến nay. Điều này có thể cho thấy tốc độ tiêu thụ trên chiến trường đã vượt quá sản xuất đến mức gần như hết lượng dự trữ dư thừa để cung cấp cho Ukraine. Nếu đúng như vậy, thì NATO sẽ phải đối mặt với nguồn dự trữ các hệ thống vũ khí tiên tiến đang ngày càng gạn kiệt. Điều phối viên truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Washington sẽ không hạn chế thị thực đối với tất cả người Nga. Trước đó thì Mỹ đã đưa ra các hạn chế về thị thực với một số cá nhân người Nga mà họ coi là liên quan. Tuy nhiên Mỹ cho rằng quy trách nhiệm cho tất cả người Nga là một biện pháp không hiệu quả vì Mỹ không thể đưa ra một quyết định mà có nguy cơ trở thành một cuộc chiến toàn thể với nhân dân Nga. Chính phủ Đức ngày 4 tháng 9 thống nhất về kế hoạch trị giá 65 tỷ đô la Mỹ nhằm giảm bớt áp lực lạm phát lên người dân vì khủng hoảng năng lượng. Một biện pháp trong gói cứu trợ là chi trả số tiền 300 đô la Mỹ cho hàng triệu người dân về hưu nhằm giúp họ trang trải đơn hóa đơn năng lượng ngày tăng lên mỗi ngày. chính phủ Đức cũng sẽ nhắm mục tiêu đến sinh viên với khoản viện trợ 200 đô la Mỹ và thanh toán chi phí sưởi ấm cho những người đang nhận trợ cấp nhà ở. Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức cho biết nước này sẽ viện trợ cho Ukraine thêm 200 triệu euro, tương đương với khoảng 199,02 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này nhằm trợ giúp cho những người phải di tản ở Ukraine tiếp tục có thể tự trang trải những nhu cầu cấp thiết cho bản thân. Theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 23 tháng 8, khoảng 7 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán tới các địa phương khác trong nước, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bức xạ hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho biết, Kiev đã yêu cầu nhà sản xuất Bayakta trang bị cho máy bay không người lái thiết bị phun hóa chất. Theo ông, thì yêu cầu của Ukraine đối với việc cung cấp các máy bay không người lái được trang bị các phương tiện kỹ thuật để vận chuyển và sử dụng vũ khí sinh học gây lo ngại đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai máy bay cường kích Su-25 của Ukraine và một tiêm kích MIG-29 được chuyển đổi sử dụng tên lửa chống radar HAM của Mỹ đã bị bắn rơi trong khu vực định cư Andriyevka, vùng Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng vũ trang Nga với cuộc tấn công tập trung vào các vị trí của lưỡng đoàn bộ binh 60 ở vùng Kherson đã khiến cho hơn 30 người bị thiệt mạng và 15 người theo chủ nghĩa dân tộc bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga đã chặn đứng nỗ lực của phía Kiev hòng dùng UAV thực hiện 8 lượt tấn công vào lãnh thổ nhà máy điện hạt nhân Raporovhi, nơi các thanh sát viên của IAEA đang hiện diện. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh chỉ số bức xạ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Raporovhi vẫn ở mức chuẩn cho phép. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, bằng vũ khí với độ chính xác cao, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phá hủy một kho đạn và tiêu diệt hơn 120 binh chiến binh Ukraine ở Kramatorsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, thì các kết quả tấn công tập trung hỏa lực và cứ điểm của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 30 và Lữ đoàn dùng xung kích số 95 trong các khu dân cư Grusadrovka ở vùng Kharkov và Adamovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk là tiêu diệt 110 chiến binh Ukraine. Hơn nữa, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã giáng đòn tấn công và tên lửa vào hai căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài gần Kurakovov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom thông báo cung cấp 42,7 triệu mét khối khí đốt cho châu Âu qua các đường ống tại Ukraine trong ngày 4 tháng 9. Con số này tăng so với mức 41,3 triệu mét khối vào ngày 2 tháng 9, nhưng vẫn không đủ để bù đắp thiếu hụt do đường ống Nord Stream 1 ngừng hoạt động. thông báo được đưa ra trong một ngày sau khi Gazprom thông báo không thể mở lại đường ống Nord Stream 1 theo kế hoạch do phát hiện tuabin chính tại trạm nén Hotalvia bị bị dò dỉ dầu trong quá trình kiểm tra chung với đơn vị bảo dưỡng Siemens Energy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tâm chấn VTV. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị vào tối nay. Một lần nữa quý vị đừng quên xem và subscribe kênh YouTube xúc của VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.